Xin chào tất cả các bạn. Ở video này, mình xin giới thiệu về ứng dụng PC Remote. Ứng dụng PC Remote là một ứng dụng mà giúp chúng ta có thể điều khiển hoặc can thiệp vào các hoạt động của máy tính thông qua chiếc điện thoại smartphone có kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth. Ứng dụng thì sẽ có một số tính năng chính hữu ích như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể điều khiển được máy tính, tắt máy tính, điều chỉnh được âm lượng và hỗ trợ trình chiếu PowerPoint, giúp chúng ta có thể xem được màn hình máy tính trên chính chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Có thể xem được camera của máy tính trên màn hình điện thoại, cũng có thể sử dụng được cả mic của máy tính trên chính chiếc điện thoại của mình. Có thể xem được bộ nhớ và text manager trên máy tính của chúng ta. Có thể chiếu được màn hình của điện thoại, video, hình ảnh từ điện thoại lên chiếc màn hình của máy tính. Chúng ta cùng đi vào những tính năng cụ thể. Đầu tiên là có thể điều khiển được máy tính, tắt máy tính, điều chỉnh âm lượng và hỗ trợ trình chiếu. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên cạnh đây là một cái màn hình. Thì khung chúng ta có thể sử dụng cái màn hình điện thoại của chúng ta như một cái stack bar để di chuyển chuột và một số tính năng như khi chúng ta ấn vào media, chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng. Chúng ta ấn vào power thì chúng ta có thể tắt máy hoặc tùy chọn là để máy ở chế độ ngủ. Khi chúng ta ấn vào biểu tượng hình bàn phím ở cạnh máy ảnh thì chúng ta có thể sử dụng bàn phím trên điện thoại để gõ nhập thông tin trên máy tính. Tiếp theo là chúng ta có thể xem được màn hình của máy tính trên màn hình của điện thoại. Thì ở tính năng này, bạn có thể xem được màn hình của máy tính đang hiển thị những gì và bạn có thể can thiệp trực tiếp như tắt, mở màn hình, các ứng dụng, di chuyển giữa các trang web, nhập thông tin. Tiếp theo là bạn có thể xem được camera của máy tính trên điện thoại và cũng có thể sử dụng được cả mic. Thì để xem được cam trên của máy tính trên màn hình điện thoại, bạn ấn vào biểu tượng camera giúp mình để có thể sử dụng được, thì bạn ấn vào biểu tượng microphone. Tiếp theo là chúng ta có thể xem được bộ nhớ và text manager trên máy tính. Ở đây bạn có thể theo dõi được các tệp file được lưu trên từng ổ bằng cách ấn vào ổ của máy tính. Chúng ta có thể xem được toàn bộ, có thể xem được hoạt động của máy tính thông qua xem Text Manager. Các bạn cũng có thể trình chiếu được video, màn hình điện thoại, hình ảnh từ chiếc điện thoại của mình lên màn hình máy tính. Rất phù hợp với việc chia sẻ thông tin cho đám đông hoặc đưa ra các thông tin để có thể hỗ trợ việc giảng dạy con em chúng ta. Vừa rồi là mình đã giới thiệu sơ lược về ứng dụng PC Remote. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.